Kính chào quý vị, Thịnh Nguyễn đang có mặt ở phố Bắc Đàn, một trong những con phố nằm trong khu phố cổ của Hà Nội. Và quý vị đang nhìn thấy đây là phở gia truyền 49 Bắc Đàn, một trong những quán phở cũng khá đặc biệt trong khu phố cổ Hà Nội. Ở đây thì người dân khi đến đây thưởng thức món phở, người ta còn gọi đây là quán phở xếp hàng. Quý vị đang thấy không chỉ là du khách Việt Nam hoặc là những người địa phương đến đây để thưởng thức món ăn phở cổ truyền của khu vực phía Bắc. Thế vì hay nghe người ta nói là phở Hà Nội, thế thì mình sẽ thưởng thức một bát phở có gì khác biệt so với khi mình thưởng thức ở Sài Gòn hay không? Mời quý vị cùng với Thịnh Nguyễn, mình sẽ ngắm nhìn một vòng khu vực phố cổ Bắc Đàn này, sau đó chúng ta sẽ đi vào bên trong để thưởng thức một bát phở theo đúng hương vị của Hà Nội quý vị nhé. Đây, quý vị đang nhìn thấy Thịnh Nguyễn ghi nhận lại hình ảnh của dãy phố ở Bắc Đàn. Bữa nay thì thời tiết hơi bị bất lợi một chút xíu, đó là lý do trời đang mưa. Và đây là vào cuối tháng 8 2018. Và thời tiết mùa này thì đang chuyển giao giữa mùa hè để qua đến cái mùa thu, một trong những mùa mà được xem như Hà Nội với những cái con đường, với những cái hàng cây rất tuyệt vời. Và hy vọng Thịnh Nguyễn sẽ chia sẻ được quý vị một vài hình ảnh cũng như một vài clip về mùa thu Hà Nội tốt nhất trong khoảng thời gian công tác tại đây. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng với Thịnh Nguyễn vào bên trong để xem một bát phở Hà Nội như thế nào. Quý vị thấy bát phở Hà Nội thì ở đây mình chỉ thưởng thức chỉ có phở, sau đó tái, gạo chín gì đấy, kèm theo đó là cái tương này là tương xào quý vị nha, và không có giá hoặc là rau thơm như trong miền Nam của chúng ta. Đây quý vị hãy lại gần xem cái miếng thịt nạm rất là ngon như thế này. Giá của một bát phở ở đây là khoảng 50.000 đồng cho một phở tái chín, còn các cái phần khác thì giảm xuống 5.000, tức là 45 và 40. Còn nếu quý vị có ăn thêm quẩy thì tính riêng, trứng tính riêng. Cảm ơn quý vị đã xem clip ngắn của Thịnh Nguyễn về quán phở xếp hàng 49 Bắc Đàn.